Tiếp theo đây là một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Y Vân, phổ thơ Kim Tuấn. Trong đó là một trong những tác phẩm chính của ông được mến mộ từ xưa và mãi đến bây giờ. Nhạc phẩm Những Bước Chân Âm Thầm. Mời quý vị chào đón sự trình diễn của Như Hương và Hiếu Thuận. Xin được hạnh phúc.